Miss Marvel là TV series mới nhất thuộc Phase 4 nằm trong vũ trụ điện ảnh Marvel MCU. Series được đánh giá là tích cực nhờ câu chuyện siêu anh hùng tuổi teen đầy cảm hứng của cô gái người Mỹ gốc Pakistan, Kamala Khan. Dù có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh phim, nhưng series vẫn ghi điểm trong lòng người hâm mộ nhờ tôn vinh nét đẹp văn hóa người Hồi giáo và người Pakistan. Tập cuối cùng của series Miss Marvel lên sóng vào ngày 13 tháng 7, chính thức khép lại câu chuyện nguồn gốc của nữ anh hùng Kamala Khan, đồng thời mở ra một loạt các tình tiết hấp dẫn trong tương lai. Hãy cùng Tentacles điểm lại các chi tiết và các easter egg mà các bạn có thể đã bỏ lỡ xuyên suốt series này nhé! Tập 1 Miss Marvel đã tiết lộ rằng phần lớn người dân và Kamala biết được sự kiện xảy ra trong Endgame nhờ chương trình radio của chính Scotland, aka Ant-Man. Chương trình mang tên Big Me Little Me, A Scotland Interview. Đó chính là lý do Kamala lại ngưỡng mộ Captain Marvel như vậy vì cô đã có một trận đấu tay đôi ngang tài ngang sức với Thanos. Nhờ chương trình này mà danh tiếng của Ant-Man cũng tăng lên. Điển hình là việc Ant-Man được xuất hiện trong vở nhạc kịch Avengers ở TV series Hawkeye và có riêng cho mình một lượng fan hùng hậu như đã thấy tại sự kiện AvengerCon. Bên ngoài trường học của Kamala có một tấm bảng ghi tên của những người thành lập nên ngôi trường, trong đó những cái tên như G. Willow Wilson, Stephen Wacker, Adrian Alfona và Jamie McKelvey đều là những nghệ sĩ, tác giả có phần tạo nên nhân vật Kamala Khan. G. Willow Wilson còn có một vai cameo trong tập 6 khi mà mọi người trên TikTok bàn luận về nữ anh hùng mới. AvengerCon được tổ chức tại trại Lehigh, nơi từng là trụ sở đầu tiên của SHIELD và là nơi Steve Rogers trở thành đội trưởng Mỹ. Tony Stark và Steve Rogers đã du hành ngược thời gian đến trại Lehigh để lấy viên đá không gian trong Avengers Endgame, nơi Tony tình cờ gặp cha mình và Steve đã thoáng thấy Peggy Carter. Trong lúc dạo quanh AvengerCon, Bruno và Kamala đã dừng lại trước một tác phẩm nghệ thuật có hình ảnh hai người anh hùng đã ra đi trong trận chiến với Thanos. Bên dưới tranh vẽ còn có dòng chữ cảm ơn vì sự hy sinh. Ở những bộ phim trước, chỉ có Iron Man là được công chúng tưởng nhớ. Trong khi đó, ngoài Yelena và Clint Barton ra, Black Widow lại ít khi được nhắc đến, mặc dù cô cũng đã góp công lớn giải cứu vũ trụ. Miss Marvel đã tôn vinh nữ anh hùng này và cho thấy rằng MCU không quên đóng góp của cô ấy. Tại AvengerCon, Kamala bắt gặp cô bạn khó ưa Zoe cũng tham gia vào hội hóa trang thành Captain Marvel. Trang phục mà Zoe mặc lại liên hệ tới bộ trang phục của Carol Danvers trong tập truyện Miss Marvel số 1 ra mắt năm 1977. Zoe còn có một chiếc khăn quấn quanh eo giống y hệt Carol đã mặc vào thời điểm đó. Kamala và Kamran đã có cuộc trò chuyện thân mật trong thời gian Kamran giúp đỡ Kamala học lái xe. Cả hai đã nhắc đến ngôi sao Bollywood Kingo. Đó là một cái tên không hề xa lạ, bởi Kingo chính là một thành viên của Eternals, thủ vai bởi nam diễn viên Kumail Nanjiani. Trong lúc giúp cậu bé đang rơi từ trên mái nhà xuống, Kamala đã thực hiện một tư thế gợi nhớ đến quả phụ đen Natasha Romanoff. Đây là tư thế quen thuộc mà chúng ta đã thấy lần đầu trong Iron Man phần 2. Yelena Belova cũng đã chế giễu cô chị của mình vì cách tạo dáng làm màu này trong bộ phim Black Widow. Tại thành phố Karachi, Kamala đã đối mặt với một siêu anh hùng ở đây là Kareem, aka Red Dagger. Cậu chàng đã hỏi Kamala: "Do all masked Americans have superpowers?" "Well, how do you know I'm not Canadian?" Ở ngoài đời, nữ diễn viên Iman Vellani cũng đến từ Canada. Ngoài ra, trang phục của Red Dagger được lấy từ truyện tranh với chiếc màu áo màu xanh lá cây đặc trưng, khăn quàng cổ màu đỏ kèm bịt mặt. Ngoài ra thì Kareem không phải là Red Dagger duy nhất. Anh thuộc một tổ chức bí mật được huấn luyện để chống lại các thế lực xấu. Walid, thủ vai bởi Farhan Akhtar, là thầy của Kareem và đã giúp đỡ Kamala tìm hiểu thêm về sức mạnh của mình. Trong một đoạn flashback, ngay tại nơi nhóm clandestine truy tìm dấu vết của chiếc vòng năng lượng đã xuất hiện một biểu tượng quen thuộc, đó chính là biểu tượng của hội Ten Rings, tổ chức tội phạm do Mandarin, cha của siêu anh hùng Shang-Chi cầm đầu. Hội clandestine đã tháo vòng đeo tay khỏi một cổ tay màu xanh lam, điều này ám chỉ rằng chiếc vòng có nguồn gốc từ người ngoài hành tinh. Người Kree trong Captain Marvel là một chủng tộc da xanh và có thể chiếc vòng thuộc về giống loài này. Trong cảnh mid-credit của Shang-Chi, Captain Marvel suy đoán rằng thập nhẫn có nguồn gốc từ người ngoài hành tinh, làm tăng thêm ngụ ý rằng chiếc vòng và những chiếc nhẫn có liên quan đến nhau. Khi Kamala đề nghị cậu bạn thân Bruno nghiên cứu về cách mở cổng không gian từ chiếc vòng, Bruno còn nhắc đến tên của vị tiến sĩ Eric Selvig. I think it's by Dr. Eric Selvig. Perfect. Ông là một nhân vật quan trọng thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim của Marvel. Selvig có mối quan hệ mật thiết với Thor và Jane Foster. Lần xuất hiện gần đây nhất của ông chính là trong bộ phim Thor: Love and Thunder ra mắt hồi đầu tháng 7. Sự chia cắt hay The Partition là sự kiện được nhắc đến nhiều nhất trong series Miss Marvel. Đây là một sự kiện lịch sử có thật, mang ý nghĩa to lớn nhưng hiếm khi được khai thác trong văn hóa đại chúng. Nước Anh trao quyền độc lập cho Ấn Độ nhưng lại khiến đất nước bị chia cắt theo tôn giáo. Sự chia cắt đã cướp đi sinh mạng của khoảng 200.000 đến 2 triệu người, tạo ra một chấn thương thế hệ tồn tại cho tới ngày nay. Cuối tập 5, cửa hàng Circle Q đã bị bắn hạ bởi chiếc máy bay của Damage Control, một cửa hàng tiện lợi bị nổ tung. Bạn có thấy quen không? Trong Spider-Man Homecoming, một cửa hàng tương tự cũng bị phá hủy trong lúc Spider-Man giao chiến. Sống trong MCU đúng là nguy hiểm quá. Một thông tin bên lề khác, nam diễn viên Matt Lins, thủ vai Bruno, đã từng tham gia thử vai cho vai diễn Peter Parker, nhưng cuối cùng Tom Holland lại là người được chọn. Giống như Moon Knight, Miss Marvel cũng ẩn chứa vô số mã QR nếu để kỹ.
Khi quét những mã này sẽ dẫn đến link các đầu truyện có liên quan đến tập phim. Ví dụ như trong tập 6, mã QR xuất hiện trong một chiếc xe bán hàng ở cảnh phim Kamala di chuyển trên không trung. Mã QR này dẫn đến bộ truyện Miss Marvel năm 2014, cụ thể hơn là số 19 của tập truyện. Trong số này, có nhiều khoảnh khắc đã được đưa lên phim như mẹ Kamala ủng hộ con gái, Kamala xin lỗi Nakia vì đã giữ bí mật và Zoe trở thành bạn với Kamala. Khi giúp đỡ Bruno và Cameron chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Damage Control, Sheik Abdullah, thủ vai bởi Laith Naqli, đã đề xuất cả hai cùng đội mũ lưỡi chai để cải trang. Nếu là một fan lâu năm của MCU, bạn sẽ thường thấy rất nhiều siêu anh hùng dùng cách này để ẩn thân giữa chốn đông người, tiêu biểu như Captain America và Black Widow trong Captain America The Winter Soldier. Ngoài ra, dòng chữ Haram trên chiếc mũ của Bruno có nghĩa là bị cấm và Halal trên chiếc mũ của Kamala mang ý nghĩa là cho phép. Liệu đây có phải là chi tiết ám chỉ chuyện tình cảm của Kamala khi mà cô bé sẽ thành đôi với Kamala mà không phải với Bruno? Xuyên suốt các tập phim, trang phục của Kamala đã được gợi ý rất nhiều lần qua chiếc mặt nạ, khăn choàng đỏ tặng bởi Bruno và Red Dagger. Mẹ của Kamala sau khi nhìn thấy chiếc dây chuyền tên cô đã làm ra bộ trang phục với ký hiệu tương tự, mang màu sắc đặc trưng đỏ và xanh giống như trong truyện tranh. Bộ trang phục là một cải tiến vượt bậc từ truyện tranh, đồng thời thể hiện đúng con người và văn hóa quê hương Pakistan của Kamala. Bộ đồ được may bởi chính mẹ cô, thể hiện sự ủng hộ to lớn cũng như nhắc nhở Kamala rằng không được quên mình là ai và đến từ đâu. Trong tập đầu của series, khi Kamala xin phép mẹ đi đến AvengerCon, bà đã không cho phép vì không tin tưởng Kamala. Điều này được thay đổi trong tập cuối, bà không những ủng hộ hoàn toàn việc Kamala làm siêu anh hùng mà còn động viên ông Yusuf, bố của Kamala khi ông bày tỏ sự lo lắng đối với con gái. Một chi tiết nữa được nhắc lại đó là cảnh Kamala đứng trước gương với bộ đồ cosplay Captain Marvel trong tập 1. Cô không hề cảm thấy tự tin, trái ngược hoàn toàn trong tập cuối khi mà giờ đây đã khoác lên mình bộ đồ siêu anh hùng. Kamala đã mỉm cười đầy tự hào. Khi cả nhóm đang lên kế hoạch chống lại Damage Control, Nakia thắc mắc tại sao Zoe lại giúp họ mà không tiết lộ danh tính Kamala. Trong truyện tranh Miss Marvel, Zoe Zimmer là một đồng tính nữ. Cô luôn giữ bí mật về sự phản ứng của người khác. Sau này cô còn nảy sinh tình cảm với bạn thân của Kamala là Nakia. Câu nói này cũng có thể ám chỉ chính cô ấy và cô ấy hiểu những gì mà Kamala đang phải trải qua. Cục Kiểm soát Thiệt hại Damage Control, DODC, nắm giữ khá mọi loại vũ khí mà chúng ta từng được thấy trong những bộ phim của Marvel. Trong các tập phim của Miss Marvel, đội Damage Control đã sử dụng công nghệ máy bay không người lái của Tony Stark nhằm bắt giữ Kamala và làm nổ tung luôn căn nhà của Bruno. Ở tập cuối, để tấn công nữ siêu anh hùng và Cameron, Damage Control đã sử dụng một loại vũ khí bắn ra sóng siêu âm cực mạnh. Thậm chí, những khẩu súng này còn có thể phá được lớp khiên do Kamala dựng nên. Trong phim The Incredible Hulk, đại tướng Ross đã sử dụng loại vũ khí này, nhưng là một phiên bản to lớn hơn để chống lại Hulk. Sức mạnh của Cameron giống tương tự như của Kamala nhưng mang màu sắc xanh lam. Trong truyện tranh, đây cũng chính là màu sắc của cậu khi sử dụng năng lực. Ngoài ra, thay vì là một phản diện hoàn toàn như trong truyện, Cameron trên phim về cùng một phe với Kamala. Mặc dù nổi giận tấn công đội Damage Control, nhưng cậu đã kịp dừng lại khi nghe Kamala khuyên bảo. Cuối phim, Cameron đã tới Karachi để tìm kiếm sự giúp đỡ của Red Dagger. Có thể tại đây, Cameron sẽ học cách kiểm soát năng lượng của mình và xa hơn nữa là được chiêu mộ vào biệt đội Thunderbolt. Em Begin là câu nói của Kamala lúc cô vùng lên chống lại Damage Control. Trong lúc thất thế, cô đã thì thầm Em Begin. Dứt lời, cơ thể Kamala có thể biến đổi kích thước tùy ý, hệt như Ant-Man. Đây cũng chính là thuật ngữ mà Kamala sử dụng trong truyện tranh. Thay vì co giãn cơ thể, thì phiên bản MCU sử dụng nguồn ánh sáng tinh thể để phóng to tay chân của mình. Nhờ vào sức mạnh mới, Miss Marvel có thể hạ gục được vũ khí của đội quân và cứu giúp dân thường khi họ gặp nguy hiểm. Nightlight hay Light Girl là tên gọi mà Kamala thường được gọi suốt 6 tập phim. Mãi cho đến phân đoạn ông Yusuf ngồi tâm sự với con gái và ông tiết lộ rằng tên của Kamala trong tiếng Urdu nghĩa là diệu kỳ hay còn là Marvel. Và đó là lý do cái tên Miss Marvel được ra đời. Kamala đã rất phấn khích khi cô có cùng tên với Captain Marvel, người anh hùng mà cô luôn ngưỡng mộ. Một trong những cảnh cuối tập phim có phân cảnh Kamala ngồi đung đưa trên đèn đường New Jersey trong bộ trang phục mới. Đây là một hình ảnh nữa được lấy ra từ chính truyện tranh, cụ thể là bìa tập truyện Miss Marvel số 5. Poster đầu tiên của phim cũng đã sử dụng chính hình ảnh này để quảng bá cho series. Shawarma là món ăn mà cả đội Avengers đã ăn cùng nhau sau khi kết thúc trận chiến với Loki ở New York. Hội bạn Nakia, Bruno, Kamala cũng đã cùng hẹn nhau đi ăn trên chiếc xe mà Kamala để lại. Đáng chú ý, Nakia đã nói: những ai đã từng xem bộ phim Mean Girls cảm thấy quen thuộc bởi đây là nhại lại câu nói của nhân vật Regina George do Rachel McAdams thủ vai. Thú vị ở chỗ, Rachel McAdams cũng từng thủ vai người yêu của Doctor Strange, Christine Palmer, trong hai phần phim về Pháp Sư Tối Thượng. Qua cuộc đối thoại với Bruno, Kamala phát hiện ra rằng bản thân mình không phải là một Jean hay là Inhuman như trong truyện tranh, mà mang gen đột biến trong người. Nếu nghe kỹ, bạn có thể nghe thấy giai điệu chủ đề của series hoạt hình X-Men năm 1990 vang lên ở phân đoạn này. Marvel đã ngầm khẳng định rằng các X-Men đang tiến gần hơn đến MCU và Kamala chính thức là dị nhân đầu tiên xuất hiện trong vũ trụ này.
Đối với những ai đã chờ đợi quá lâu để được nhìn thấy X-Men trên màn ảnh một lần nữa, đây là một tín hiệu rất đáng mừng. Trước mắt, Marvel sẽ cho ra mắt loạt phim hoạt hình X-Men 97. Đây là series nối tiếp các sự kiện đã từng xảy ra trong phim hoạt hình X-Men ra mắt năm 1990. Chưa biết liệu bối cảnh trong phim có thuộc MCU hay dính dáng gì đó đến vũ trụ điện ảnh hay không, nên chúng ta sẽ phải chờ cho đến lúc Marvel cập nhật thêm thông tin về phim. Lời đồn Captain Marvel sẽ xuất hiện trong series đã tồn tại rất lâu ngay trước khi Miss Marvel ra mắt. Không ngoài dự đoán, trong đoạn post credit của phim, Carol Danvers aka Captain Marvel đã có màn cameo bất ngờ khi cô xuất hiện ngay trong phòng ngủ của Kamala. Trong khi đó, Kamala lại biến mất, xem ra cả hai đã bị hoán đổi vị trí cho nhau. Tập phim kết thúc để lại rất nhiều câu hỏi và giả thuyết được đặt ra. Chiếc vòng tay của Kamala có thể là một phiên bản của Negabands. Trong truyện tranh, cặp vòng Negabands cho phép người dùng dịch chuyển tức thời, cho dù bị chia tách, những chiếc vòng này vẫn có thể hoạt động từ xa. Có thể Carol Danvers đã tìm thấy một trong những chiếc vòng tương tự và kích hoạt chúng, dẫn đến sự hoán đổi này. Cảnh phim này được ghi hình bởi chính nữ đạo diễn Nia DaCosta, người chỉ đạo bộ phim The Marvels ra mắt vào năm sau. Các nhân vật được xác nhận xuất hiện trong phim bao gồm Captain Marvel, Miss Marvel và Monica Rambeau. Bộ phim hứa hẹn sẽ tiếp nối hành trình của Kamala Khan và sẽ thật thú vị khi thấy cô tương tác với chính idol của mình. Hiện tại thì vẫn chưa có thông tin gì về mùa 2 của Miss Marvel, nhưng với một nhân vật đầy tiềm năng như Kamala Khan, không khó để thấy cô còn xuất hiện trong nhiều dự án tới của Marvel trong tương lai. Ngoài The Marvels, sẽ có khả năng cô kết hợp với nhiều siêu anh hùng trẻ tuổi khác trong một bộ phim về Young Avengers. Nhưng cho đến giờ, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở đồn đoán. Trên đây là những chi tiết quan trọng hoặc easter egg mà mọi người có thể đã bỏ qua trong Miss Marvel. Còn chi tiết nào mà chúng mình bỏ lỡ hay không? Hãy cho chúng mình biết ở dưới comment bên dưới nhé. Đừng quên like, share, đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ Tentacles. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.